Có thể nói, nghệ thuật chèo mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Chèo sử dụng ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa, kết hợp với cách nói ví von, giàu tính tự sự trữ tình. Đặc biệt hơn là tính tổng hợp của sân khấu chèo, từ bản trò đến đề tài nhân vật với sự pha âm cách điệu giữa âm nhạc, hát và múa. Sân khấu chèo xưa ra đời từ các làng chèo với các hội múa hát. Cứ mỗi độ xuân sang, người muôn nơi lại bồi hồi bởi sự thúc giục của tiếng trống chèo và những lời ca tiếng hát của nghệ nhân làng chèo. Người xưa có câu, nhất cử động, giai điểm vũ. Điều đó biểu hiện nét đặc trưng của nghệ thuật chèo là tính múa. Những diễn xuất tinh tế của nghệ nhân chèo đều ở điểm này mà ra. Với đôi bàn tay khéo léo, từng cử chỉ, động tác đã phát lên cái thần của nhân vật, qua đó thấy được thành công của người diễn. Từ mùa xuân rồi tới mùa thu, trong các hội hè đình đám, ở khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ, không khi nào thiếu vắng tiếng hát chèo. Cũng chính vì thế mà chèo mang tính quần chúng và được gọi là loại hình sân khấu của hội hè. Công chúng đam mê chèo bởi khi đến với sân khấu chèo có thể tận hưởng niềm vui từ những tiếng cười châm biếm, đả kích sâu sắc và tinh tế. Trong mỗi vở diễn, mỗi tình tiết, mỗi lớp nhân vật của chèo đều có cái hài xen kẽ với cái bi. Người xem bao giờ cũng coi trọng những yếu tố đó. Người xưa thường nói, có tích mới dịch nên trò. Điều đó khẳng định tính chuyện là linh hồn của vở diễn. Cũng chính vì vậy mà chèo được đánh giá là loại hình sân khấu kịch hát kể chuyện dân tộc. Điều này đã làm nên đặc điểm cơ bản của nghệ thuật chèo cổ. Không những thế, chèo còn thuộc loại sân khấu ước lệ cách điệu. Sự khoa trương, tô phóng có tính chọn lọc đã làm nổi bật hơn những góc cạnh đặc trưng của nghệ thuật chèo, những mảng chèo đặc sắc được ra đời từ nhân tố đó. Ở thời nào, nghệ thuật đều chứng tỏ những nét tương đồng với lối sống của xã hội thời đó. Thời xưa, chèo mang đậm dấu vết của những điệu múa dân gian, hàng loạt lễ tiết của phần cúng tế trong các hội làng ở miền Bắc Việt Nam. Trên con đường phát triển của nghệ thuật chèo, có hình thức tương hợp song song với sự phát triển và sáng tạo. Cá nhân các nghệ sĩ, những nhà nghiên cứu đã đóng góp một phần vô cùng quan trọng trong bước đường hoàn thiện thể loại kịch hát dân tộc có tính bác học. Chèo hiện đại hay còn gọi là chèo cải biên đã khẳng định được vị thế của mình với những vở diễn và hình tượng con người mới nhờ sự bảo tồn và phát huy truyền thống của nghệ thuật chèo cổ, xứng đáng tiêu biểu cho nghệ thuật sân khấu dân tộc. Hãy cho em một trái tim, một cuộc đời tươi đẹp. Vì cộng đồng xin người hãy mở rộng lòng nhân ái bao dung. Giang rộng vòng tay ơi người, người ơi hãy vì trái tim hồng hãy cho
và các bạn thân mến, chèo là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Cũng chính bởi chèo được sinh ra và nuôi dưỡng trong nhân dân nên ngày càng được bồi đắp và phong phú hơn. Trong chương trình Làn Điệu Việt ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những làn điệu chèo đặc sắc và có cuộc trò chuyện với vị khách mời đặc biệt của chương trình. Ông là người đã dành cả cuộc đời, cả tâm huyết của mình cho nghệ thuật chèo. Xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh. Thưa nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, xin ông cho khán giả được biết sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật chèo. Nghệ thuật chèo thì là phát triển từ rất lâu, nhưng mà riêng cái chữ chèo thì hiện nay có lẽ là trong giới nghiên cứu còn chưa có cái sự thống nhất để mà đặt tên cho nó. Chèo là thế nào? Thế thì rất nhiều những quan điểm từ xưa đến nay, có nhiều cái cách để mà giải thích cái chữ chèo. Có người cho là do chữ chào mà ra, chào tức là chào phúng, trong đó có cái hài hề chèo, thì người ta tưởng đó là chữ chào, và đồng thời lại gọi là, người ta gọi là chữ gọi trạch đi, tức là về sau này chữ chào gọi sang chèo. Đấy là một cái lập luận. Lập luận thứ hai là cái trò. Cái chữ trò là thấy là chèo là cũng là nhiều trò, và những cái trò trong diễn sướng, trong dân gian rất nhiều trò, cho nên là cái sân khấu chèo gọi là trò, và cũng gọi trạch đi là từ trò mà sang chèo. Thế rồi còn nhiều những vấn đề khác, ví dụ như gọi là hát chầu cũng gọi là có thể là chèo, hoặc là có người ngày xưa còn nói là những người hát đứng trên những cái bậc cao gọi là chèo TR chứ không gọi là chèo. Cho nên rất nhiều những cái lập luận giải thích về chữ chèo nhưng mà nó chưa chuẩn xác. Thực ra thì không thể một cái lập luận mà nói rằng là gọi trạch ra thì cái đó nó khó được cái thuyết phục mọi người. Tính riêng có một trường hợp tôi thấy là của một cái nhà nghiên cứu Vũ Khắc Khoan, thì người ta cho chèo là chữ chèo, hát chèo tức là hát ở trên thuyền, tức là có mái chèo. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cách đi từ đúng chữ chèo để mà giải thích. Thì ông ấy giải thích như thế này, tức là chèo là cái việc lao động của người nông dân ở vùng Bắc Bộ với sông nước. Nhưng thực ra trên những ngày xưa, những cái cuộc đưa tang lễ của các nhà quyền quý, thường là người ta làm những cái thuyền bằng giấy, rồi người ta ta dùng chiếc thuyền đấy, ta chở đò của những con người chết đi sang cái thế giới bên kia, tức là về nơi thuyền, cái thuyền Bát Nhã, hoặc là cái con thuyền vàng ấy chở những người về bên kia, miền Cực Lạc. Do đó người ta làm nhiều những cái bài hát bi ai, bi thương để tiễn đưa những cái người chết sang cái cõi vĩnh hằng. Thế như thế tức là người ta làm trò, rồi là biểu diễn, rồi là hát, rồi những cái sự, nghĩa là bài hát tiễn đưa. Đồng thời về sau này thì người ta lại từ đó, từ cái gốc đó mà người ta làm, tìm ra những cái gì nó hấp dẫn những người xem. Người ta có thể làm được mấy đêm để giữ cái người chết ở lại như thế. Cho nên cũng có những phường người ta đến ta đưa cái người tiễn đưa, đồng thời ta làm những cái trò diễn, những diễn sướng ở trên cái đấy. Thì về sau này từ cái gốc ấy người ta lại biến đưa những cái tất cả những cái gì của cuộc đời vào, cho nên sinh ra có những cái phường chèo, rồi là phường trò, phường hát để mà vào trong những ngày lễ tang. Nhưng mà thực ra về sau này nó tách rời hẳn cái đó ra thành những cái phường chèo độc lập, phường chèo gắn liền với lại cuộc sống. Và đây tức là từ cái thế giới thực mà lại sang cái tâm linh, và từ cái tâm linh lại trở về với cái hiện thực của cái chữ chèo. Thế cho nên là đấy là cái giải thích mà nó từ xưa. Còn về sau này thì chèo phát triển thì đến cái giai đoạn là chèo từ nông thôn mà ra thành thị, thì như thế là có một giai đoạn là chèo của Nguyễn Đình Nghị, tức là chèo diễn những cái đề tài xã hội, và những cái đề tài ấy nó mang cái tính chất của cái thành phố, chèo là ra thành phố. Đồng thời sau đó là cách mạng, thì chúng ta là có chèo cách mạng, chèo kháng chiến, thế rồi là chèo xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thế và có những cái cải biên về chèo, ví dụ như là những thời gian chúng ta xem những Sita, nàng Sita, rồi một loạt những vở khác. Thế như thế tức là cái quá trình phát triển của chèo là nó đi từ cái sơ khai, từ cái chữ con thuyền chở xác người chết qua sông đi về cái nơi gọi là cái thuyền Bát Nhã ngày xưa đấy, thì đến bây giờ. Thì đấy là một cái sơ bộ là chúng ta thấy cái con đường đi của chèo như vậy.
Vâng, quả thật là nhạc sĩ đã nêu rất là rõ nét cái quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật chèo. Vậy thì ông có thể nói rằng tại sao mà chèo lại có thể có một cái sức sống mạnh mẽ và bền bỉ đến như vậy trong dân gian? Nét đặc trưng nào của nó thể hiện ạ? Chèo là một cái hình thái sân khấu, cái sân khấu kể chuyện dân gian, nó khác với lại cái dân ca từng cái miền. Cái dân ca nó gắn liền với lại những cái địa phương, những cái gọi là cả cái hồn của cái địa phương ấy. Nhưng mà chèo thì nó lại tiếp thu tất cả những cái luồng dân ca ấy và lại được chèo hóa, mà nó lại sân khấu hóa. Tức là chèo là cái âm nhạc sân khấu, cho còn dân gian chỉ là hát dân gian và nó như những cái trò diễn sướng chứ chưa tiến lên sân khấu. Thì riêng cái miền Bắc thì cái chèo nó đã gọi là từ những cái, nó lấy những cái nguồn cảm hứng, lấy những cái chất liệu của dân gian để đưa vào, nó thành một cái thứ, một những cái phường hát chuyên nghiệp, hoặc không nói là chuyên nghiệp theo cái thứ, tức là sống bằng cái nghề mà chính là người ta là những người nông dân, chỉ đến ngày hội, ngày lễ Tết thì ta gọi là cái phường. Thì như thế tức là có một cái sự tập trung để mà sáng tạo nên, để mà thu hút cái khán giả. Và những cái, để thể hiện cái cốt truyện, câu chuyện, chứ dân ca thì không có, dân ca chỉ là hát giao duyên ở đồng ruộng hoặc là tình yêu trai gái thế thôi. Chứ còn gì về chèo nó diễn tả được cả cái cốt truyện, cả những con người, cả những nhân vật. Và do có những cái điệu hát, làn điệu hát, cho nên cái trình độ về cái kỹ thuật, về cái nghệ thuật, nó rõ ràng nó có một cái bước phát triển khác với lại cái từ dân ca. Vâng, nhạc sĩ có nói rằng là chèo có cốt truyện rồi có nhân vật. Vậy thì ở khía cạnh nội dung, đề tài thì chèo thường đề cập tới những đề tài nào? Trong đó thì đề tài nào nổi bật và nó gây được cái hiệu ứng tốt đối với khán giả? Nói về chèo cổ thì thường thường là những cái vở diễn nói về những cái con người ở nông thôn. Thì những con người từ những cái từ lúc còn sơ khai, thì nhất là về lịch sử thì những cái còn xa xưa, và những cái cốt truyện ấy thường là những cái con người gọi là rất là gắn liền với lại cái cuộc sống ở nông thôn. Thế thì nó đem lại một cái giáo lý cái cho những người đời là về cái chuyện cái tình yêu, tình chung thủy, về cái gọi là cái hiếu đễ, về cái tất cả những quan niệm về đạo đức và rất phù hợp với lại cái người nông dân. Cho nên là cái nội dung và người ta diễn tả cái đó, cho nên nó mới đẻ ra tất cả những cái bài hát, những cái điệu múa và âm nhạc là từ những con người, cốt cách từ những con người ấy để sinh ra những cái giai điệu, những làn điệu hát. Thế cho nên đấy là một cái sức sống, nó luôn luôn nó gắn liền với lại những cái con người, những cái số mệnh của các cái nhân vật ở trong cái cuộc sống nông thôn ấy. Xin cảm ơn nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh ở phía sau của chương trình. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những làn điệu chèo đặc sắc. Ôi ôi làng quân à,
thành chữ này. Tình giàu mà tình nghĩ ơi,
Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng trở lại cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh. Thưa nhạc sĩ, hẳn nghệ thuật hát chèo có một hệ thống các làn điệu rất phong phú. Vậy xin ông có thể kể cho khán giả nghe được không ạ? Chèo đúng là một cái hệ thống làn điệu mà hiện nay là nhân dân cũng thường nghe thấy. Nhưng mà nhiều khi không hiểu nó là tại sao nó lại đặt tên là như vậy. Ở chèo nó có mấy cái hệ thống như thế này, tức là những cái điệu hát gọi là hát vui, hát sắp. Ngoài ra những cái làn điệu của từng tính cách các nhân vật, ví dụ Thị Màu thì là có những làn điệu riêng, Suy Vân có những làn điệu riêng, đúng không? Thế còn thì là ông Mãng có những lão say nữa cũng có những cái làn điệu riêng. Thế như thế tức là riêng biệt cho từng các cái nhân vật nó đều có những làn điệu riêng, và những cái hiệu quả, những cái làn hệ thống trữ tình thì rất nhiều, những sa lệch xanh, sa lệch xếp, rồi những cái đảo liễu, tất cả những cái điệu trữ tình ấy thì nó là chèo, là cái tính chèo nó mang cái đặc điểm tức là tự sự trữ tình và tự sự hài hước. Cái phần hài hước và cái phần trữ tình là hai cái làn điệu rất là có hiệu quả trên sân khấu và gắn liền với từng nhân vật. Ngoài ra chèo còn có một cái hệ thống làn điệu và của những người có một cái trình độ âm nhạc nhất định, ngồi sáng tác trên cơ sở những cái bài văn, và nó trữ tình cũng chất gọi từ thời ngày xưa là hát gõ, như là hát salon ấy, tức là những cái điệu như là đường trường thu không, đường trường phải chiều, rồi đường trường lên non, đại khái thế. Tất cả những cái loại đường trường ấy là lại của hệ thống ngoài tích trò, và điệu hát đấy có thể gọi là đường trường, những điệu hát rất dài và nó mang lại một cái thỏa mãn về cái tai âm nhạc của những người nghe. Quả thật là mỗi làn điệu thì có một tính chất nhất định riêng của nó. Vậy thì vừa rồi chúng ta được thưởng thức làn điệu sa lịch tranh chuyển xếp, chiếc cầm hồi văn, rồi nhịp đuổi. Vậy thì nhạc sĩ có thể cho biết ý nghĩa cũng như là vị trí của những làn điệu này trong hệ thống làn điệu chèo? Những cái điệu này cũng là những cái điệu trữ tình và nhẹ nhàng. Thì ngay cả vị thủy, đào liễu, rồi còn nhiều cái điệu khác nó cũng có những cái tùy theo cái từng cái tình tiết của các cái mà người ta sử dụng, chứ còn thì nó là những làn điệu rất đẹp. Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức hai làn điệu chèo, đó là làn điệu đào liễu và đường trường vị thủy. Chập chờn thời con bướm nó lang thình.
sông xưa khuất bóng người xưa vắng, trăng nước mênh mang gợi hững hờ, bơ vơ cánh nhàn chiều buông bóng, nhạt nỗi mong chờ lệ chưa chan. Sông Vi Thủy trưa nay con cá nghi nghi kình nghi vùng nghề thì vùng vậy. Tôi hỏi nghi ngư ông thời chứ sao chúc trường cả nề sâu của những đêm hát chèo sân đình dường như không bị mất đi. Ngày nay, những người yêu chèo vẫn có thể tìm lại trong mình những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ đó khi đến với sân khấu chèo của các nhà hát. Và có một địa chỉ mà người yêu chèo không thể bỏ qua, đó chính là nhà hát chèo Việt Nam. Với bề dày truyền thống, với đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp, nhà hát chèo Việt Nam vẫn luôn khẳng định được vị thế của mình trong lòng khán giả cả nước. Chúng tôi đến thăm nhà hát khi các anh chị em diễn viên đang xây xưa tập vở mới, chuẩn bị cho đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Trong một gian phòng nhỏ, ai nấy đều hồ hởi gác lại bao công việc bộn bề của gia đình, bao lo toan của cuộc sống để hòa mình cho những làn điệu chèo. Mỗi người một vai, mỗi người là mỗi nhân vật trong chèo, và mỗi diễn viên dường như họ sống thêm một cuộc đời khác trong chèo. Họ sống trọn vẹn cho mỗi vai diễn, mỗi vở diễn. Theo sự thay đổi của thời gian, nghệ thuật hát chèo của dân tộc cũng có những bước thăng trầm, đời sống của diễn viên chèo cũng vậy. Đã có những lúc họ nghĩ rằng sẽ phải từ bỏ niềm đam mê và tâm huyết của mình. Nhưng nỗi nhớ nghề, cái tâm với nghề và cái duyên với nghề đã giữ họ lại. Để ngày hôm nay, sau mỗi thành công của mỗi vai diễn, tìm kiếm niềm yêu mến trong ánh mắt khán giả khi đến với nhà hát, họ mới chiêm nghiệm lại một lần nữa về những gì mình đã làm là đúng đắn. Những ngày này, khi không khí mùa thu tràn ngập, trong lòng mỗi người lại dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh về nghệ thuật chèo. Thưa nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh,
tôi thấy rằng chúng ta có rất nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, nhưng trong đó lại chưa có nghệ thuật chèo. Và chúng ta thì cũng phải thừa nhận một thực tế, đó là chèo là một loại hình kịch hát phổ biến ở miền Bắc, hoàn toàn xứng đáng để trở thành di sản văn hóa thế giới. Ông nghĩ sao về điều này ạ? Tôi cũng có những cái ý nghĩ như vậy, là vì tôi nghĩ rằng là cái công trình nghệ thuật truyền thống ấy thì là nó gồm nhiều những cái thể loại, cho nên họ cái mà gọi là gần gũi với các cái tất cả các nước về văn hóa thế giới thì thường nó bắt nguồn từ cái dân gian trước. Thì cái dân ca bao giờ nó cũng mang được một cái gì dấu ấn riêng biệt của một cái địa phương, của một vùng hoặc này khác, nó cũng mang một cái gì đó sắc thái riêng. Còn nó đã vào sân khấu thì nó lại mang một cái thứ tổng hợp của nhiều cái hình thức, hình thái nghệ thuật khác. Cho nên có lẽ là họ đi từ những cái hình thế dân gian trước, đấy, quan họ, rồi ca trù, rồi là rồi nhạc cung đình, rồi tất cả các rồi Tây Nguyên, rồi dần dần sẽ bắt đầu vào sân khấu. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, một thời điểm nào đó thì UNESCO cũng phải xem đến nghệ thuật chèo, nghệ thuật múa rối nước cũng là nghệ thuật, cũng mang cái tính chất vừa là dân gian vừa là cái mang tính chất sân khấu của ở nước. Cho nên là đến một ngày nào đó có lẽ chúng ta cũng phải làm một cái việc, tức là đánh động để UNESCO thấy rằng chúng ta còn có những cái nghệ thuật thuần Việt Nam. Vâng, với ý kiến của ông thì ông cho rằng hiện nay chèo đang gặp phải những khó khăn cũng như những thuận lợi gì trong quá trình phát triển ạ? Câu hỏi này thực ra là một cái hết sức trăn trở, và nghệ thuật chèo nó rất thăng trầm, có lúc nó lên, có những cái giai đoạn mà là ở đâu đâu cũng hát chèo. Thế rồi có những vở diễn mà mỗi một lần ra diễn thì là khán giả xếp hàng để mua vé, và người ta chờ đợi một vở chèo khi mà của các cái nhà hát ra mắt. Thế thì dần dần sau này nó vắng, thưa thớt dần. Thế và cái đó nó do cái điều kiện hoàn cảnh về kinh tế, về cái xã hội thôi. Tại là vì trước đây thì người ta không có cái gì để xem cả. Thì bây giờ người ta rất nhiều cái xem, mà cái trước đây cái tiết tấu năng động của cuộc sống nó không như bây giờ. Người ta có thể đi làm về, hoặc là vừa làm vừa chơi, nhưng về đến nhà thì chỉ có cái việc gọi là đi xem, chứ ở nhà không có gì để tiêu khiển. Cho nên là bây giờ người ta còn phải lao vào những công việc để mà rất nhiều những cái công việc mà nó làm để căng thẳng. Cho nên cái việc mà người ta đến rạp hoặc đến nơi khác xem cũng là rất là hạn chế. Nhưng mà phải nói là cái nghệ thuật dân, nghệ thuật truyền thống với lại cái nghệ thuật cũng là truyền thống, ví dụ chèo, ta xem chèo cổ thì nó lại có một cái chỗ đứng, cái vị trí nó khác. Người nước ngoài ta đến ta xem chèo cổ, người ta thấy là đây là một cái nghệ thuật mà từ bao nhiêu đời vun đúc lại và nối tiếp, cho nên nó mang được cả cái cuộc đời hồn, cái hồn của Việt Nam. Nhưng mà người ta lại xem những cái vở diễn mà mình sáng tạo ra mà gọi là chèo thì thường là người ta không thích. Thì đấy là một cái hết sức khó khăn cho những người làm chèo hiện nay. Nhưng mà theo tôi nghĩ nó phải có một cái quan điểm rất rõ ràng: chèo truyền thống và chèo mới là hai cái khác nhau, hai cái phạm trù rất khác nhau, tuy nhiên nó vẫn là kế thừa phát triển. Hiện nay là chèo đang ở một giai đoạn tức là khủng hoảng, thiếu khán giả, ít khán giả, vắng khán giả, và do đó cái hiện nay nó có khuynh hướng là trở lại một cái nghệ thuật chèo nghiệp dư. Tức cái tính nghiệp dư nó rất nhiều, là vì nó không có khán giả đòi hỏi những cái gì hàng ngày thì nó không thể chuyên nghiệp lên được, hoặc cho nên là nó cứ làm để mà có thôi. Vậy theo ông phải làm như thế nào để chèo có thể có được sức hút đối với khán giả đến xem, đặc biệt là những khán giả trẻ? Lại một vấn đề nữa là vấn đề khán giả trẻ. Thế khán giả trẻ thì nó cũng tùy, là vì ngay cả những nghệ thuật ca nhạc mà chúng ta thấy có rất nhiều khán giả trẻ, nhưng mà khán giả trẻ ấy cũng chưa phải tiêu biểu của những khán giả trẻ thực sự có đầu óc, có trí thức, mà chúng ta hướng về những khán giả trẻ, đúng không? Không phải chỉ có tuổi trẻ mà là có văn hóa và có trí thức, thì ngay cả những cái fan hâm mộ của các cái ca nhạc cũng chưa hẳn đấy là một cái thứ hưởng ứng của khán giả trẻ. Là vì trong cái nghệ thuật này nó rất đấy, là khi một bài hát mà hát ở sân khấu thì những khán giả hâm mộ thì nó là sáo động rất ghê, nhưng mà đồng thời có những người không muốn nghe,
cái người lại tức là lắc đầu và khó chịu. Cũng như sân khấu chèo, cũng như hề chèo, thì có những cái hề mà đi làm chèo, có những khán giả nông thôn yêu thích lắm, cứ thấy nói đến người này là hề chèo là ai cũng muốn nghe, muốn xem, muốn cười. Nhưng mà ngược lại những người ngồi bên cạnh thì rất ngượng. Thế nên là nó cứ ngược nhau, chứ chưa phải là một cái tiêu biểu cho khán giả trẻ là khán giả phải có văn hóa, phải hướng về khán giả có trí thức, có hiểu biết. Thì tôi nghĩ đấy là một cái phải nói về khán giả trẻ là chèo phải đi về cái đấy. Thì những cái người có văn hóa ấy, những người khán giả trẻ ấy, thì họ xem chèo truyền thống họ rất thích, rất dễ thích. Nhưng mà còn khán giả mà chỉ trẻ không thôi thì nó không thích. Thì đấy là một cái mà chúng ta thấy là cũng như người nước ngoài họ sang đây họ rất thích những cái gì về những cái truyền thống cổ của mình, nhưng mà người mình thì lại có thể là thờ ơ và không thích. Thì đấy là một cái hướng là nếu mà tìm khán giả là tìm khán giả trẻ như vậy đấy, để mà mình có thể nâng cao nghệ thuật đáp ứng cái khán giả ấy, chứ không phải là khán giả ấy thì mình diễn những cái truyền thống mà nhiều khi rất hay nhưng mà họ không thấy hay. Nhưng mà ngược lại có những khán giả trẻ rất rất hay nếu mình làm đúng, nếu mình diễn hay. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh đã có những ý kiến rất sâu sát đối với nghệ thuật chèo để chúng tôi có thể đưa đến với khán giả. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài Con Nhện Răng Mùng. Đây cũng thay cho lời kết của chương trình Làn Điệu Việt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Gió đông lay động cái bức mi manh, tay em nhớ cái than rừng hồng cho anh đi hầm gió lạnh trời đông, tay em nhớ cái than rừng hồng cho anh đi học mà để giữ tình. Ngày anh đến vườn chốn phố con, anh ơi em đợi chờ. Ngày anh đến vườn chốn phố con, em vững chiếc khay chầu bạc vôi nồng cay, em bưng chiếc khay chầu bạc mà để đón anh trở về. Em ơi đường gì yêu làng cờ vợt y bóng lúc vinh quy, em ơi đường gì yêu làng vang tiếng nghi trống rục ngựa xe. Nguyện ý ước anh nào quên, anh ơi em đợi ngày trăng tròn, sóng bóng mi quên.